Giá kính Khương Dừa, bây giờ Khương Dừa sẽ chạy bài nhép cho bạn Vũ. Bài nhép của em là Túp Liều Lý Tưởng. Dạ. Bài Túp Liều Lý Tưởng tụi em có xong chưa tụi em? Đây là vòng siêu diễn đúng không anh? Vòng siêu diễn. Anh sẽ chạy qua cho em một cái này dễ lắm luôn. Dạ. Anh chạy anh hát nhép cái ủa anh hát lời cái em khiêng qua cái xong. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Đây đây nè anh ơi. Túp liều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng không, em ở trong đây suốt luôn à. Em chỉ cần khiêng qua sân khấu rồi thôi à. Dạ dạ. Hai đứa khiêng đi qua sân khấu à. À em khiêng em với một bạn nữ. Em không, em với lại mấy bạn nam khiêng luôn. Khiêng ra xong rồi đứng trong đây luôn. Đứng trong đây luôn. Nên em phải bịt khẩu trang, phải dạ. Che kính, nhiều khi lên anh dở cái này anh hay dở. Mọi người anh sẽ như nè. Anh dở. Trời ơi, mày béo gan tao. Cái tướng mở ra. Trời ơi, cả tôi lỡ. Đúng, anh đứng được những tình huống đó đúng rồi. Không, em phải đeo bịt khẩu trang rồi em đeo nón bảo hiểm vô. Dạ. Bảo hộ. Rồi lại nha. Rồi hai đứa bà ba đứa vô đi. À, ở ngoài đây nè nhờ. Khiêng ra đây lui ra đây nè. Lui ra đây nhờ. Nói không? Đó khiêng vậy được không? Rồi. Khiêng đều chứ đừng đứa cao đứa thấp nè. Rồi được rồi. Thử nha. Nhạc xong chưa mấy đứa? Ủa, mới cắt hả? Cho anh cái led hình gì sông suối gì á cho đẹp hơn, đừng có lấy rừng nha. Hôm nay là Khương Dừa chạy nhép thì chạy live rồi quay TVTR cho các bạn luôn. Tại vì các bạn đa số các bạn nghệ sĩ các bạn đều bận đi diễn đi hát thì các bạn không có nhiều thời gian thì mình phải sắp xếp cho các bạn thuận tiện cho các bạn để các bạn dễ dàng tham gia. Nhớ ai cũng ngại tham gia cho nó chứng mắc cỡ nhất là mấy bạn khác hay Túp Liều Lý Tưởng á. Hả lấy anh cái suối cái ruộng gì cũng được, cảnh miền Tây á, đừng lấy cảnh rừng. Cái này không có phải tập bài hát mà chỉ hơi tốn sức xíu. Đứng trong cái nhà nhé. Trong cỡ nào cũng sẽ mở cái này ra. Là... nên cái bữa mà đi quay á, vừa vừa bưng cái này đổi biết sao không? Qua vòng 1 rồi thì ảnh sẽ biết tập này là tập nghệ sĩ. Mấy người họ sẽ biết tập là tập nghệ sĩ tại vì có hai đứa nó đã mở mặt ra rồi, hát vòng 1 dạ. Rồi. Nên cái vòng này họ sẽ biết, họ muốn biết nghệ sĩ nào tham gia là họ sẽ chắc chắn là có hai đứa bị loại rồi. Hai đứa bị loại. Mọi người nhìn tôi tập cực vậy thôi chứ khi tôi bị loại cái vòng 1 nhiều khi không được khi cái nhà. Được khi cái nhà. Làm đi làm được cụ rồi. Rồi nhạc rồi xong báo anh nha, đang cắt nhạc của gì nha. Bài Hoa 10 giờ luôn nè, bài Bắc Kim Thang luôn nè, với bài của Hồ Bích Trâm nè, chuẩn bị sẵn luôn đi là các bạn nha. Tụi em xong thì tụi em quay VTR của Phong luôn đi. Giờ tụi em quay Phong trước đi, quay VTR trước đi, ra ngoài kia kêu Nhật ơi, em nhờ một bạn khiêng đi, còn em ra ngoài em chuẩn bị cho anh một cái lùm hoa đi để cho bạn Phong quay cái cảnh kết hoa đồ vô á. Vườn hoa hồng, vườn này vườn kia, Nhật khiêng lên kêu, ủa Duy khiêng phụ gì? Tới câu nào anh? Ủa hôm qua anh dặn rồi mà. Đâu ai nói em. Hỏi Ngân ơi, hôm chia tay chiều Chủ nhật em bảo rằng tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tinh tím kề lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở anh sẽ đến thăm em, anh trông chờ chung phúc gì đó. Mở anh nghe cái như tới đó, hỏi Ngân á. Vừa chạy bữa nay là 5 ngày rồi, hết năng lượng
hơi bị đuối. Nhưng vừa còn 4 ngày ghi hình nữa. Ngân ơi nói bạn cắt đi Ngân. Túp liều lý tưởng xong chưa? Cắt túp liều lý tưởng trước đi. Cắt túp liều lý tưởng trước đi rồi mình chạy xong rồi lát kia mình cắt sau. Nhanh lắm. Em quay xíu à, có 10 phút em quay xong luôn đi tại mặc đồ coi nó có lố không? Không. Em... tại không thấy em đâu. Em chỉ cần đổi đôi dép kia là được rồi. Tại mai anh quy hình chương trình đó, mai anh quay hình rồi cái không có sắp xếp được. Giờ anh chạy cái này em ra em quay đó xong cái anh vô anh chạy em là xong à. Hả? Cắm bông, cắm hoa gì. Gắn hoa giả cây anh sắp xếp ngoài rồi kìa, anh nói với anh sắp xếp rồi. Anh ra em quay 5 phút là xong mà. Hả? Chờ xíu đi. Chờ anh xíu đi. Anh chạy nhép cho Vũ nè. Chăm đợi anh chạy nhép cho Vũ luôn đi. Chạy đứa nào xong đứa đó luôn đi. Sẵn là làm một lèo luôn đi. Xoay. Mới này giọng tóc hôm qua cho nên... Chưa bác. Anh chạy bài nhép xong hay chưa? Xong phải không? Rồi thử nhạc nha. Anh ra thử rồi. Khiên nổi không? Từ từ nhạc lại. Để cái nhạc ngay ngắn mình đi đi thẳng nha. Để ngay ngắn đi thẳng qua sân khấu nha. Rồi ok. Rồi 3, 2, 1 nhạc. Khiên luôn, khiên hết nhạc mới được. Lại nha. À, không khiên, khiên không nổi, khiên mệt luôn á. Khiên hết nhạc mà đây, khiên đi qua kia luôn. Thấy ngã. Quay cho nó đoạn đi. Ừ, đem quay cho một để về làm kỷ niệm. Ở mà nãy giờ anh quay đầy hết rồi. Quay qua đây nè Tú. Chợt. Quay nó thấy mặt nè. Anh quay giùm miếng chợt. Đây quay mấy bạn khiên nè. Rồi. Chuẩn bị nhạc nha. 3 2 1 nhạc. Ok rồi đó. Ok rồi đó, được không? Dễ không? Dễ quá, lần thôi ha. Ờ, quá dễ. Quá diễn quá. Cái căn nhà diễn thì đó có cái nhà thì túp liệu lý tưởng đúng bài rồi. Đúng rồi, căn nhà đi ngang qua. Đúng công việc của em luôn rồi. Thế nào cũng chạy lên mở ra một buồn rồi trong bình hết trơn, đứa cứng ngắc. Không, bữa nay em phải kiếm cái áo nào xấu xấu cũ cũ em sẽ đem tay chuẩn bị hết cũ mà kiểu tay dài kiểu quần nghe hơi rộng rộng cái hình xăm này nhìn cũng giống như ba hậu đại nhìn cũng đó. Quần rộng rộng quần tay có quần tay không có luôn à. Quần tay rộng rộng mà mang dép này là kiểu đó đó không đã trong đây rồi em mặc quần lửng cũng được nữa em mặc quần lửng cũng được có mở vô nhìn cũng không biết ai là cả rồi đợi nón tay bèo quá có rồi nó sụp sụp xuống nón tay bèo là mượn của Quang Đăng nhiều lắm dạ mượn mượn nè rồi vậy dễ chạy một lần thôi bài này dễ mà bài này dễ cái siêu diễn của em dễ giờ tới bài là em hai bài hát chung với ca sĩ là cái đó về phải tập là em tập đó ha mà em trong trường hợp em bị loại em sẽ hát cái bài live của em dạ. Bài live em là bài cứ thế mong chờ cứ thế mong chờ khoảng 3 phút à cho anh nhìn cái coi em diễn sao giờ em hát em nhép sao cái em hát cái bài đó cái anh coi cái anh, dạ, anh đi đường dây nữa cái xong rồi xong rồi như mày đi nè. Nhớ bữa đó là buộc cho anh cái buộc cái dây này lại nha. Buộc cái này lại. Buộc cái này lại để buộc lại để thôi như anh mấy ảnh lên anh giật á. Buộc cái này lại luôn.
À Vũ, nhưng mà lúc đó là em quay á, em khiêng thì em quay vẫn quay ra đi nhép. Tại anh có cam anh bắt trong đây em nhép để cho khán giả coi. Còn máy ổng thì không được coi nhưng mà khán giả được coi. Không. Rồi giờ tới em chạy bài live đi. Để Vũ chạy bài live quý vị dạ. Vũ nó hát hay lắm. Rồi chạy bài live đi rồi hồi lát anh chỉ cái tạo hình nữa là xong. Junior. Cảm ơn đôi dép tổ ong nha. À cục đá rồi mấy đứa, cục đá rồi. Gì long lấy anh cục đá hay không? Để anh chạy luôn đi cho xong. À, 7 người hả? Bảy người là ai ta? Ngân ơi. Dạ. Bảy người là ai đây? Chị Quỳnh Lam, họ Bình Hợp Trâm, Quỳnh Lam. Anh Nguyễn Đình Vũ, anh Trung Thanh Phong, Thái Ngân, Hoàng Đăng, BB Trần, BB hôm qua. BB hôm qua anh cho nó ngồi đâu ta? BB số 6 phải không? Vũ ơi em ngồi số 5 đi Vũ. Dạ. Em ngồi số 5 nha. Em ngồi đây. Ủa quá dữ vậy anh được ngồi á. Ngồi. Ủa quá vậy. Nhưng mà ngồi ngồi lấy cái kia kìa. Cục đá. Cục đá để lên này dựng ở đây nè. À, lấy cục đá lại mạnh luôn đi. Cục đá kia kìa. Trời ơi. Mọi người ơi. Anh Khương dễ thương quá. Trời ơi. Gì vậy che. Là được. Thôi mấy che. Công ty cho nghệ sĩ là gì? Thấy nghệ sĩ mập ơ á, cái dạng gì nè. Tầm 3 tiếng là chết luôn. 3 tiếng đồng hồ quay hình. Hay là muốn đăng không? Muốn đăng không? Dạ thôi đăng đi. Muốn đăng đá cho đăng đá luôn. Ây da, ây da. Rồi em ngủ ngồi đây đúng không? Đúng rồi em ngồi đây nè, nhưng mà em làm em không ông phải ngồi để em em ngồi nhưng mà em để giống như chế tác nha. Đó, ngồi cũng tới diễn em diễn thì em phải lắc. Dạ. Hiểu không? Giống như chơi tác. Nó đưa nửa cái mặt cho anh này là che 100% luôn. Em muốn đưa là đưa. À, Ngân dặn cho anh đó là chuẩn bị cho anh cái này nè. Cái thùng này nè. Cái lớp này nè, cái lớp xi măng này nè. Để bạn ngồi nè. Đi là Vũ. Em ngồi đây ha. Dạ. Khi em diễn tới em thì em cầm có anh sau có cái này nè, cái em quét. À cái cọ. Ờ giống như em chế tác đồ cũ vậy đó. À dạ rồi em hiểu rồi. Cho nó sinh động ha. Dạ là quét lớp xi măng bên ngoài. Ờ quét vậy nè. Quét vậy nè. Dạ. Không? Rồi. Tức là mình không có đưa mặt ra quá nhiều. Thôi em đưa vậy nè, em đưa vậy thôi nè, quét lâu ngon gì nữa thôi. Vậy là cái cọ với lại lớp này nè. Dạ. Cái ngọn quét tới đây cái quét. Đó. Để em vô ngồi ở cái cục này nó che em được không? Không che được không sợ. Được không? Chỉ cần phủ bên đây hay là phủ bên đây thôi anh? Phủ hai bên thì cứ ngồi, chỉ cần tới bình luận em thì em ngồi quét thôi. Là ví dụ như mấy cái bắt đầu quay thì em sẽ rung này. Ờ thì em quét theo kiểu cọ, theo kiểu thư pháp cũng được đó. Dạ. Ừ. Không làm sao sao nó vui. Rồi vậy ha. Cái nghe cái cục đá này để sẵn em vậy nè. Dạ. Rồi khúc này lên đây nè. Khúc này thì kêu quay lại thì em sẽ ngồi xuống. Dạ. Cái này tại vì không 7 người không có gom lại để dặn được thì tụi em phải dặn từng người chỗ Vũ là như vậy ha. Ờ. Sẽ đứng ở đây. Ờ em đứng. Nó đứng cao hơn cục điện luôn đúng không? Em đứng vậy đó, không ai để ý đâu, khúc đầu không ai để ý đâu rồi, quay ra ngồi xuống. Tăng lúc đầu là chưa quay anh rồi. Xin tăng. Bỏ. Tăng thứ hai là quay ra là xuống đây ngồi luôn. Tăng bỏ. Tăng là quay. Rồi xuống đây ngồi luôn. Tăng là xuống đây luôn rồi. Là lúc đó là mọi người đều quay qua rồi. Chưa ai kịp nhìn ai là nó chưa đi lên ngồi rồi. Cái này. Anh ngồi yên. Cái này mà cái này mà muốn chơi lầy nữa lấy cho nó bắp hay gì nó ăn lâu quăng cái cùi vậy cùi xỉu ngồi sao không bắp ăn lâu dội chọi gió cái cây quá nhưng vừa làm vừa ăn rồi ok khoan mà để anh kém có thấy số 5 đường ta không anh chạy hết á. Tại anh muốn số 5 thôi kệ nó không thấy số 5. Ok. Rồi nha Vũ, rồi giờ em lên mát bài like của em đi.